Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu những chứng mạng của mình nha. Mình đã nghỉ một thời gian khoảng 2 tháng rồi do một số việc riêng nên mình không có làm video để đăng bán được. Thì từ hôm nay mình tiếp tục sẽ giới thiệu những chứng mạng của mình. Sẽ giới thiệu đều đặn hơn cũng như là tư vấn cho các bạn để các bạn có được chiếc máy phù hợp các những chiếc máy ưng ý. Chiếc máy hôm nay thì mình giới thiệu là chiếc Canon SS40H. Xin lỗi bạn, Canon SS730HS có cái zoom ngoại học là 40x. Zoom quang học nha, zoom optical. Zoom số thì mình sẽ không nói đến rồi. Zoom số thì muốn zoom bao nhiêu thì zoom thôi. Chiếc máy này là một chiếc máy xách tay, một chiếc máy nhỏ gọn xách tay zoom 40x mà rất là nhỏ gọn các bạn. Nó nằm trong lòng bàn tay được nha. Chiếc máy này thì có màn hình lật như thế này. Màn hình lật này là màn hình lật 180 độ nha các bạn. Lật lên để selfie, có thể là quay vlog được. Mình nhận được rất là nhiều yêu cầu về những chiếc máy nhỏ gọn zoom tốt và đến từ thương hiệu Canon, đặc biệt là những chiếc máy SX dòng SX 730 740 này. Các bạn biết tại sao nó được hỏi nhiều không? Bởi vì chúng ta rất là thích chiếc máy này bởi vì nó sản xuất tại Nhật, made in Japan. Những cái dòng này thì nó là cái phân khúc thuộc phân khúc tầm cao cấp của những chiếc máy nhỏ gọn nha các bạn. Cao cấp của những chiếc máy nhỏ gọn mà zoom xa đó, chứ nó không phải là nếu mà cao cấp mà không zoom xa thì nó sẽ là dòng G. Ví dụ các bạn sẽ thấy G7X nè, G1, G2, G3, G5 gì đó là những cái dòng G đó, nó sẽ là những cái chiếc máy nhỏ gọn cao cấp hơn chiếc máy này, nhưng mà nó là ống kính thường, ống kính zoom ngắn thôi. Chất lượng này của nó tốt nhưng mà nó sẽ không có ống kính zoom xa. Chiếc máy này thì nó đã có wifi rồi các bạn, wifi và quay phim là Full HD. Có một điểm mà các bạn cũng rất thích chiếc máy này đó là nó là menu tiếng Việt nha các bạn. Menu tiếng Việt cũng khá là dễ xài thôi. Những chiếc máy thuộc phân khúc tầm trung, tầm giá rẻ thì nó sẽ làm ở Trung Quốc nha các bạn. Ví dụ như SS6, dòng 6, 620, 630 đó, nó sẽ làm Made in China. Còn những cái chiếc máy dòng 7 nè, 700, 710, 720, 730 thì nó sẽ làm tại Nhật. Bởi vì mình có bán một chiếc máy Canon SS620 thì nó là Made in China. Thì người dùng kêu là ủa tại sao nó lại sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà nó là do nó cũng là Canon nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc là những cái dòng 6 nha các bạn. Những cái dòng 7 nè thì nó sẽ sản xuất tại Nhật. Tùy vào dòng máy, tùy vào cái giá bán mà nó sẽ sản xuất tại những nơi khác nhau. Chiếc máy này mình đang bán là 4 triệu 9 các bạn. 4 triệu 9 là máy nè, máy này là mới, phải 98-99% luôn, rất là mới luôn các bạn. Máy xách tay là mình bao zin 100%, kèm pin sạc zin và thẻ nhớ 16GB. Bên sạc trên thẻ nhớ 16GB và cái dây đeo như thế này. Tất cả phụ kiện là zin nha các bạn. Thì giá là 4 triệu 9 nha, 4 triệu 9 và bảo hành 3 tháng cho các bạn luôn. Mình giới thiệu sơ về thông số của chiếc máy này một chút nha. Các bạn có thể thấy đây là nó đã có các chế độ chụp nè, TV-AVM như chiếc máy ảnh chuyên nghiệp rồi, như chiếc máy ảnh ống kính rời đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ can thiệp không có được nhiều như là máy ảnh ống kính rời nha các bạn. Các bạn vẫn có thể chụp mờ chỉnh tay, các bạn vẫn có thể phơi sáng, nhưng mà cái bước nhảy của nó sẽ cao hơn. Cái bước nhảy của những tốc độ khẩu độ nó sẽ cao hơn, để mình ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ như mình đang ở chụp ở chế độ TV, mình xoay cái vòng này. TV thì nó sẽ không, nó sẽ giống như máy ảnh chuyên nghiệp luôn. TV tức là các bạn chỉnh được cái tốc độ chụp này. Thì mình sẽ chuyển qua AV ra thì xem cái khẩu độ nó sẽ nhảy như thế nào nha. Đây khẩu độ nó vẫn nhảy như là một chiếc máy chuyên nghiệp thôi, 3.3 lên 4.0 rồi 4.5 lên 6. Tức là cái bước nhảy nó đã nhỏ rồi. Nó không như là những chiếc máy ảnh mà rẻ tiền hơn thì cái bước nhảy nó này rất là cao. Chứng tỏ chiếc máy này nó đã làm rất là chuyên nghiệp hơn rồi, chế độ mờ của nó đã thực sự tốt rồi, thực sự là cho mình chỉnh nhiều thứ rồi, nó không phải là chế độ mờ mà chỉnh được ít như là những cái dòng rẻ hơn. Nhưng mà cái khẩu độ của chúng ta chỉ là giảm xuống 3.3 thôi các bạn, chúng ta sẽ không giảm được nữa, bởi vì đây là một chiếc máy siêu zoom, không phải là một chiếc máy ảnh ống kính rộng. Ống kính mà ngắn, zoom ngắn thì bình thường khẩu độ nó sẽ xuống 1.8 đến 2.8 luôn. Nhưng mà chúng ta trên ống kính zoom 4x nè, thì chúng ta không thể nào zoom được xuống khẩu độ 1.8, 2.8 được. Nếu mà xuống được thì ống kính rất là bự, cái máy rất là to nha các bạn. Và giá tiền nó cũng rất là cao, sẽ không còn 4 triệu mấy như chiếc máy này nữa. Máy sản xuất tại Nhật, mình giới thiệu sơ về thông số nha các bạn. Máy là menu tiếng Việt nè, các chế độ chỉnh tay nè, quay phim là Full HD, có wifi, có màn hình nè. Cái này chưa cảm ứng nha các bạn, màn hình thường thôi, có menu tiếng Việt, có màn hình thường. Chụp ảnh tĩnh của máy là 20 MP nha các bạn. 20 MP quay phim là Full HD. Đây, mình chỉnh ở đây. Đây, chỉnh là 20 MP là quay phim là Full HD. Tất nhiên là Full HD 60 frame, nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là chỉ có 30 hình trên giây thôi, tức là 30 frame. Nhưng nếu các bạn muốn quay 60 frame thì các bạn quay về chiếc máy quay này. Ở trên này nó có một chiếc máy quay này.
Ở tất cả các chế độ khác các bạn bấm nút quay nó đều quay các bạn, nhưng mà khi các bạn muốn quay được 60 frame thì các bạn chỉ phải về chiếc máy quay này nó mới mới kích hoạt được cái khả năng quay được Full HD 60 frame thôi. Ôi mình là quên sạc pin cho máy rồi. Thì các bạn về chiếc máy quay này thì khi các bạn chỉnh thông số nó sẽ lên được 60 frame. Máy thì còn rất là mới các bạn, 98,9% mất nhà băng nguyên zin, có tiếng Việt và giá là 4 triệu 9 thôi, bao ship và bảo hành 3 tháng cho các bạn luôn. Video này thì có lẽ mình kết thúc tại nhà. Bạn nào có bất cứ câu hỏi nào về chiếc máy này cứ liên hệ mình nha. Cái đèn flash thì các bạn nó giấu bên trong các bạn, nhìn các bạn nhìn bên ngoài nó không thấy đâu. Các bạn gạt lúc này nó sẽ bật lên, nó bật cao lên. Đây là cái đèn thiết kế rất là hay các bạn. Thiết kế này những chiếc máy cực cao cấp hiện nay, những chiếc máy cao cấp mà thuộc hiện đại bây giờ thì nó sẽ sử dụng cái đèn để nhảy lên như thế này, nó cao hơn. Khi bạn zoom ống kính, cái đèn này nó không bị vướng ống kính. Trước đây mà khi những chiếc máy mà thiết kế cái đèn flash nằm ở đây này, thì nó khi ống kính zoom ra thì khi cái đèn nó đánh nó sẽ vướng cái ống kính này, nó sẽ không có sáng đều như là nằm ở trên này. Trên này chúng ta có thể đánh chân được luôn. Ok, đây là Canon SX730HS, máy xách tay mới 98,9%, zoom là 40x, wifi, giá là 4 triệu 9, bao gồm pin sạc zin và thẻ nhớ 16GB. Bạn nào nhu cầu liên hệ nha. Video này có lẽ mình kết thúc đây nha. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn lại nhé.